Ở cuộc đàm nguyên tận đập bộ của giáo sư Đặng Sinh quá. Và khởi nhân vương Thái Quý là một trong một người truy tôn là tử hồ của mảnh đất Nam Nam và Tây Xã của bạn. Cả cô thân đến đây để đàn đó thở bình luận của thầy của mình. Bạn chúng ta là người con nhỏ đó, được cha cho đến bên thành thì chấp ra lệ nửa, lệ đà tiểu cách. Vì thế hàng ngày bạn được lắng tai nghe những câu chuyện yêu nửa của cả cô. Bằng sự thông minh bận cảm của mình, Nguyễn Sinh Công đã sớm hiểu rõ những nỗi trăn trở băn khoăn của các bậc cha chủ được vận mệnh của nữ nha. Đó cũng chính là tiên đề để sau này bạn của chúng ta sinh gặp và lựa chọn con đường làm cách mạng sinh của mình. Trong ngôi nhà này ngoài cha, bạn đã đón nhận tình yêu thương chăm sóc từ người chị cả, đã là cô Nguyễn Thị Thanh, người đã từng thay mẹ chăm sóc các em khi mẹ qua đời. Thưa các anh chị, là từ Hoàng Trư trở về làng Sen này, cô Thanh chị gái của bạn đã là người chủ nữ 17 tuổi, nổi tiếng cả một vùng là con gái nhà ông Phó Bản, vừa đẹp người lại vừa đẹp nếp. Ngày xưa thì con gái không được đến trường, nhưng cô Thanh rất giỏi chữ Hán, giỏi cả nghề vấp thủ nam. Có nhiều chàng trai cầu ấm con quan, đem lòng yêu mến và muốn sàm hỏi cô Thanh về làm vợ, nhưng cô đều từ chối. Cô Thanh tâm sự với ba con rằng mẹ của tôi thì mất sự, cha không đi bước nữa. Là con gái lớn trong gia đình, đào làm con tôi xin nguyện ở vầy để phụng dưỡng cha và chăm sóc các em thay mẹ. Tuổi thanh xuân, cô Thanh đã dành trò để chăm lo cho bố và các em của mình. Sau này các em trưởng thành theo cha vào Huế, cô Thanh ở lại đây trong đom ruộng vườn nhà cửa và tham gia các hoạt động chống Pháp. Bị thực dân Pháp bắt giam nhiều lần, bị tra tấn dã man và đầy ải qua nhiều nơi. Khi về già, cả cô Thanh cầu khiêm mới được đả tự do sống ở làng quê này. Ba chị em bạn mỗi người đi hoạt động mỗi nơi à. Mãi đến năm 1900, khi được nhà độc lập được một năm rồi, ở quê hương anh chị bạn mới nghe tin em trai mình là chủ tịch nước. Cô Thanh nói với ba con rằng, chuyện này tôi đi Hà Nội, tìm gặp cho bằng được cụ Hồ Xếp, có phải là cầu Thanh em tôi không? Không đợi cấp trên thu xếp, cô lặng lẽ xuống ga Vinh. Lại về tàu mang theo bọn qua quê, trai tương nam đàn cắt gói ra Hà Nội tìm em. Giây phút hai chị em bạn với nhau, cho chính tay chiến đấu cho em những bọn ăn thổi nhỏ. Đó cũng chính là bữa cơm cuối cùng của hai chị em bạn. Chia tay em trai, cô Thanh về sống cuộc đời bên gì khi những người dân phạm vào việc như này. Bà con đã rất yên bình, vẫn coi cô là bạch liên nữ sĩ, bọc xếp cả quả lạc xếp. Sau khi cô Thanh ra Hà Nội, các em trở về được một tuần, thì cầu khiêm cũng